Thôi vậy cái tay mình chịu cái gì mình đi cái gì mình ngồi gì nè. Chịu gì mình để gì nè. Để cái gì đó. Đừng trời ơi trời. Ừ, đi là con là cũng khổ lắm. Chứ đâu phải đi được thoải mái đâu. Vậy chứ giờ chú đi xuống sao? Chú giả sử chú bị vọng, chú ở nhà nhiều khi chú chết á. Chú không có chỗ chú nằm chôn được. Chứ ở nhà người ta là nhà người ta mình đâu có ở được. Mấy chục năm nay là không có nhà luôn à? Không có. Từ ngày gặp chú là cô chú là sống ở dưới ghe suốt à? Cha mẹ nghèo sống ghe không hai chồng. Chị ạ, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Và đây là một cái con kênh nhỏ, cô bác quý anh chị. Thì theo được giới thiệu của một số cô chú anh chị á, thì hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây, tìm đến hoàn cảnh của cô đang sống ở dưới chiếc ghe này nè. Hay nghe nói rằng là hai cô chú này phải từ Đồng Tháp lên xuống ở dưới này để mà mưu sinh bằng cái nghề đánh bắt cá bán ngay tội tại chợ Ngã Năm này luôn. Và thật hư cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đây là một cái chợ khá là sầm khuất, mặc dù là cái chợ nhỏ thôi. Ở đây là cái con đường xuống chỗ cô với chú này nè. Dạ. Dạ con. Dạ. Ờ cho con lên đấy. Dạ. Chào chú. Dạ dạ cho con xuống với. Ôi khổ quá. Ôi mang dép lên luôn hả con? Mang dép lên lại. Dạ dạ dạ. Dạ chào cô chú. Ở cô chú là làm nghề đặt lú hả? Dạ. À cho con vô trong luôn được không? Được. Nó chìm không? Không. Chìm lỗi. Ơi. À, trời ơi. Đây mọi người, chiếc ghe của cô chú trên này là sử dụng năng lượng điện mặt trời á. Để mà thắp sáng ha. Chứ chú chạy oxy chứ không chạy oxy cá chết bán không có tiền. Dạ. Ồ. Bốn năm chục năm hai chồng đâu vậy đó, đa hai chồng ra đó không có nhà cửa sống bốn năm chục năm gì đó mà khổ cái ghê vậy. Dạ khổ hai chồng đâu đó giờ sống 40 năm gì đó ở ghe, 40 năm ở dưới ghe à? Ở ghe vậy đó, vậy đó. Trời ơi ăn rồi khổ nước gì đó. Cô qua đây ngồi đi với cô. Ngồi đây tới quay. Uống nè. Dạ không không con không uống đâu. Dạ. Con tới trò chuyện với cô chú tí thôi. Dạ. À, cô chú là quê ở Đồng Tháp hả? Dạ. Ở Đồng Tháp. Nghe nói là cô chú ở Thanh Bình luôn hả? Dạ. Huyện Thanh Bình. Huyện Thanh Bình. Ở đây là huyện Cái Lậy. Huyện Cái Lậy. Dạ thì duyên sao mà cô chú là trôi giạt tới dưới này? Thì mặn vậy hoài đó, mặn năm rồi không có đắc ruộng gì chứ. Hết chỗ này. Hai giờ già yếu rồi chú bệnh hoài, mắt chú giờ mờ bị chạy không thấy đường rồi giờ lớp bị sưng khớp á nè. Trời ơi bị gút hả chú? Ừ đau bệnh không có tiền chị luôn cháu ơi. Trời ơi. Cái mắt chú giờ mờ căm không ráng đặt gì, nhiều khi ai đặt được 2-3 ngày chú nghỉ ngày. Chú là bao nhiêu tuổi, chú tên gì hả? Tên Trác. Chú Trác, chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? À, giấy trong giấy á, thì à, bị đợt đó người ta làm lộn á, thì năm mốt sinh năm 51 còn tuổi thiệt 59. Chú là 59 tuổi gần 60 rồi. Còn dạ. Cô? 57. 57. À, cô bị như vậy là từ cái miệng trong bụng mẹ chứ chung ra hay cô ha? Dạ. Dạ. Cô với chú là có con không? Có con gái một. Con gái của cô chú làm cái gì? Nó có chồng. Nhà có chồng á. Coi làm mướn làm thê. Làm mướn thê xong rồi. Chồng nó bị xịt thuốc sâu rồi ăn vậy thôi. Con gái của cô chú ở đâu? Ở Long An. À Long An. Thì cô chú là làm nghề này là 40 mấy năm rồi. Không có, cái này có 10 mấy năm. Ở trước làm dẫn đường. Trước làm dẫn đường.
trước làm gì cơ chú? Làm vớn á, làm vớn ngoài đồng bắt cá gì á. Dạ. Sau đó giờ không có làm ruộng mẻ đâu có đất mà làm. Ừ, con liên hệ với chú thì con biết được chú rằng là chú là phải đi tí xíu là chú phải đi đặt nữa hả? Dạ. Đặt là bao nhiêu cái lú như thế này cô chú? Một là 9 mấy cái. 9 mấy cái lú hả? Dạ. Trời ơi. Là từ mấy giờ đến mấy giờ hay chú? À, 11 giờ cuốn. 11 giờ đêm á. 11 giờ đêm cuốn. Mấy giờ đã chú đặt? 3 giờ, 2 giờ. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Chú phải lặn ngập ở dưới ha. Không có lặn, bơi cũng bơi. Có nhiều khi bị gốc bọng mới lặn xuống kéo. Dạ. Hôm nay thì cô chú đặt bán được nhiều không? Ít. Có mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn cô. Thế thôi là 400 mấy 500 ngàn. 400 mấy 500 ngàn ha. Dạ. Ôi ơi. Cũng được rồi. Hết đó rồi, ở này là có khi 200 chừng. Có khi 200 chừng. Mua xăng dầu giờ mất. Đó thì xin lỗi mua hết này 200 ngàn xăng nữa rồi đó. À, tiền dầu, tiền xăng nữa ha. Ừ, đâu có được nữa, 200 ngoài là không có nhiều. Vậy hả? Ừ. Rồi sử dụng đủ xài chi tiêu hàng ngày không? Đủ, cũng đủ xài được hàng ngày đủ. Dạ, rồi có dư giả gì không chú? Không có dư đó, giờ không dư. Đợt rồi đó làm móc tiền luôn, được nền nhà tới giờ không có tiền cất nhà tới giờ. Đúng rồi, nhà tới giờ mấy lần rồi. Nền nhà đó là cô chú mua hả? Đợt không có mua, cái đó con vợ không cho. À, chứ có tiền đâu mua đó. Nền nhà đó hết nhiêu tiền? Nền nhà đó hết nhiêu anh? Ba mấy triệu, triệu. Ba mấy 40 triệu luôn ha? Dạ. Rồi cô chú có tính khi nào là lên bờ không? Cũng có tính mà có tiền đâu các nhà lên. Khổ thì ghê khổ mà. Có tiền đau bệnh không có tiền trị thuốc. Mắt của chú giờ mà câm luôn. Ở nhà này liên lũi đầu lũi nè. Mắt dạ. mà ráng làm chứ không làm mà đâu có sống khổ. Chị tháng sợ là chạy lũi rồi khỏi ra đó. Rồi cô chú có nghĩ khi nào mình sẽ ngưng đến cái nghề làm với cá mắm này không? Cũng có tiền đâu mà ngưng được, ngưng thì đâu có gì sống. Rồi vậy là ở nhà thôi, làm hết nổi nghĩ, bây giờ biết đâu là nói. Làm hết nổi nghĩ chứ biết đâu nói. Dạ, chứ ở không thì đâu ăn. Dạ. Khổ vậy. Năm cô 59, chú, cô chú 59, cô 57 rồi. Dạ. Là làm ngày này ở dưới này mười mấy năm rồi, xa quê là được bao nhiêu năm rồi cô chú? Hoài mặn hồi đó giờ nhiều lắm, không phải mặn mười mấy năm thôi chứ trước mặn cũng nghề cá này nữa cũng mấy chục năm nay rồi đó. Là ở đâu? Trước đây là trước ở làm ở Vĩnh Hưng á. À, trước làm ở Vĩnh Hưng Long An ha. Ừ. Sống cuộc đời trôi nổi suốt vậy đó. Ừ. Chị đâu có nhà ở. Không. Tí muốn về nhà đi về nhà em vợ ở đâu? Về nhà rồi ở đâu? Ở đậu em vợ lên chơi một đêm xuống ghe ngủ. Là chạy ghe từ ở Đồng Tháp xuống Mỹ dưới này luôn. Ừ. Là bao nhiêu tiếng? Chạy hơn ngày trời. Ngày trời rồi. Ờ, vậy ngày xưa thì cô chú là đám con cái của mình thì cô chú đám cưới rồi sao? Đãi sao? Dạ, nhà ông ngoại á. Đãi nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại đó, nhà ông đó. Dạ. Đãi nhà ông ngoại luôn. Dạ. Ừ. Con của cô có thường xuống thăm không? Nó lúc này chồng nó đi làm rồi nó không có đi được. Không đi được ha. Dạ. Năm nay là con của cô là bao nhiêu tuổi rồi? Nó cũng 27 nè. Năm 27 tuổi. Dạ. Hôm nay thì cô chú ăn cơm với gì đó? Ăn cơm với canh vai ngọt. Canh vai ngọt. Với lại gì nữa chú ạ? À? Cái này mấy con cá mình lấy nè. Đâu con coi coi. Con cá chú đặt hả? Ừ, cá lèo kiến. Không ăn không biết nè. Cá lèo kiến với lại miếng mỡ. À. Miếng mỡ heo. Ngày là cô chú là chi phí hết nhiêu tiền? Ít lắm cũng ít xài lắm. Đâu có xài nhiều. Cảnh này đâu có xài nhiều. Dạ. Nhiều khi xài 4-5-70 ngàn, 20-30 à. Bữa nào nó xa á. Xăng nó có tốn tiền. Xăng mỗi lần mình đi đặt chỉ tốn tiền xăng hết nhiêu hay cô chú? Cũng nhiều, nhiều khi 5-70 ngàn. Ừ. Bữa nào trúng lắm là được 400-500 ngàn. Ừ. Còn mà nếu như mà không trúng thì cũng được 200-300. 200. Cũng chi phí ngày trước ngày sau hết, bệnh hoạn hết à. Dạ. Hút mỗi ngày á. Chú là bệnh gút là uống mỗi ngày luôn. Mỗi ngày. Rồi bệnh gút ngoài bệnh gút ra còn bệnh gì nữa không? Bệnh mắt luôn chú, giờ mờ không thấy đường. Không thấy đường luôn. Mắt mờ hết rồi không thấy đường. Không thấy đường rồi, giờ chú vậy chứ mờ chứ thấy thì cũng dạng dạng thôi chứ người chạy đi. Cuốn lợp chạy về đụng vô cây rồi à. Ráng làm chứ không làm sao được. Ờ. Vậy thì ở đây cái việc mà tắm rửa cô chú thì sao? Tắm cũng như xong rồi. Xong rồi. Rồi sao che màn lại thay đồ? Thay đại luôn à. Không có rồi đổi đại đây. Dặn dặn lên. Dạ. Dặn mình quấn thành thay chứ có gì đâu mà che đâu. Vậy hả?
lấy chàng quấn lên. Rồi yeah. Cô chú đậu đây người ta la không? Không. Ai hello nhà lá á. Dạ. Đâu có làm đậu ghe đây nó phá ghe đâu la. Trời ơi. Thương hơn. Khổ lắm ơi. Rồi ước mơ của cô chú là cái gì? Chị muốn có cái nhà ở khi mình chết. Xin cái nhà đó. Cô chú nói sao? Tôi muốn cái nhà ở khi mình chết của cháu Dung. Dạ dạ chú nói sao nói lại để cho con và mọi người nghe rõ với. Chú giả sử chú hy vọng chú có nhà nhưng khi chú chết á chú không có chỗ chú nằm rồi chôn được. Chứ ở nhà người ta là nhà người ta mình đâu có ở được. Mấy chục năm nay là không có nhà luôn à? Không có. Từ ngày gặp chú là cô chú là sống ở dưới ghe suốt à? Cha mẹ nghèo sống ghe không hai chồng. Chú có mấy anh em? Anh em cũng 4-5 người. Cũng nghèo khổ không à. Ông này cũng anh thứ ba nè. Anh ruột cái anh. Cũng nghèo khổ không là sống trôi giạt gì hoài luôn á. Ừ không có đất cát anh em không có người nào có đất anh. Cha dạ rồi cái Tết thì mỗi khi mà Tết đến thì cô chú đón như thế nào? Về ngoại á. Ngoại không về ngoại về cũng xuống ghe ăn cơm vậy. Về ngoại, à, về ngoại chơi đó, còn à. Nếu như mà ăn uống sinh hoạt ăn uống sinh hoạt thì ở dưới ghe. Ở tắm rửa thì được có ở trên nhà ngoại. Cũng tắm dưới ghe luôn à. Tắm dưới ghe luôn. Quen rồi. Ba có chú còn ba mẹ chú còn sống không? Còn bên nào không còn. Đôi lúc thì chú nghĩ là cái cuộc đời của mình á là đối với những người tuổi như chú là có cháu ngoại được hết à. À thậm chí là họ có yên bề gia thất hết á. À, có được cái nhà. Nhưng mà cô chú thì là trôi dạt và đã mấy mươi năm rồi. Và đặc biệt là sống cái cuộc đời lên đên này lặn ngập ở dưới sông hoài á. Thì cô chú thấy có chú có thấy buồn dữ không? Không buồn, mình đều không? Lo không được rồi mình phải chịu. Sao vậy? Dạ. Cái ô đó là gót ái là đâu là cái nhà mình lắm rồi đó coi. Dạ. Bây giờ thấu thì cắt nhà nổi. Nếu như mà cắt nhà thì cô chú sẽ làm cái công việc gì sống? Dạ, ổn là về đây làm là hết nổi thôi rồi. Chứ giờ làm cô chú có nghĩ rằng là mình sẽ đổi nghề mình đi bán vé số không? Dạ, không biết đó là cái đâu hay cái đó gì vậy. Giờ còn lại này, ai đọc hoạch là mẹ đi. Có một số cô chú thì cũng ngại cái việc là đánh bắt cá thì gọi là cái việc mà mưu sinh đó thì nó cũng gây ra cái nghiệp gọi là sát sinh. Dạ thì thành nữ là cũng ngại, nếu như mà có thay đổi thì cô chú có chịu không? Chịu chứ, cũng mừng lắm chứ bắt cá này chú không. Dạ. Mình chết chóc quá mới thấy tội. Dạ thấy tội hơn. Tội chứ, biết tội mà không làm cũng được. Không làm cũng có ăn. Không làm không có ăn ha. Dạ. Do á không đau quá. Dạ, dạ, hai đêm là hai đêm là cái nghỉ rồi. Thì sưng cái này chứ sưng này kéo không gắn kéo. Gút, chú bị gút. Ừ. Gắn là một mắt không mờ. Ngày xưa là chú có nhậu nhẹt gì không? Cũng có nhậu, muốn ít nhậu ly hay ly giống nhậu nhiều. Ừ, uống rượu ly hay ly để giải ngủ thôi. Ừ. Ờ. Uống rượu ngọt, uống lại theo cái ơn gì. Mình nên mồi cơm vậy thôi à. Ly hay ly uống thuốc ngâm. Con gái của cô chú đó có thường gửi tiền về không? Không có, nghèo, nghèo lắm. Nghèo. Nghèo nhiều khi chú mặn thì chú cho tiền nó thêm. Dạ khổ ha. Nhiều khi nó có tiền rồi cô cái gì nó phải cho cái cảnh gì á. Dạ. Cho ngược lại nữa. Cái cô nó khổ rồi nhờ bỏ ở đâu nè. Dạ. Trời ơi. Không còn không có tiền sữa mà hỏi chú từ Vinh Hưng vô đây khổ. Mà bà ngoại vô ngoại nó cho được 200 ngàn. Cái cột ghe sống ở trên ghe mình biết có mọi người sinh hoạt thì đủ trăm bề khó khăn nè. Từ cái việc mà tắm rửa nè, vệ sinh nè, rồi ăn uống nè. Ở đây vệ sinh thì cô chú đi đâu? Thì cũng có cái đóng cái thùng đó mình đi dưới đó luôn. Đóng cái thùng đóng, rồi đóng cái giấy cầu đi. Đóng cái đầu đâu cho con xem cầu quá. Rồi lắc cái cầu nó dại với xong con chứ gì đâu nè. Nói gì á. À rồi chưa cô chú để đâu? Để vậy mình ngồi chịu lại cái tay mình nhảy ra. Cái tay mình nó ngồi vậy nè. Ngồi vậy cái tay mình chịu ra vậy mình đi vô vậy mình ngồi vậy nè. Chịu vậy mình để vậy nè. Để ra vậy đó. Đừng trời ơi trời. Ừ, đi là con là cũng khổ lắm. Chứ đâu phải đi được thoải mái đâu. Vậy chứ giờ chú đi xuống sao? Không lẽ mà làm cái đầu không xong.
Con lấy có một số cái chiếc xuồng thì nó lại đục, nhưng mà chiếc xuồng của cô chú nó béo á. Đây là một buổi ăn cơm của cô chú nè mọi người. Đây là cái canh khoai ngọt á, canh khoai mỡ. Đây là cá leo kiến cô chú nhăn mắt được nè. Còn đây là cơm. Cơm đây nấu bếp ga nhỏ đây ha chú ha. Trời ơi. Đây là không gian bếp có tí tẹo à. Bên đây là không gian ngủ của cô chú nè. Hai người ngủ ở trong cái bề ngang này không được 1m2 luôn á. Chắc khoảng 1m2 không chú? Khoảng rồi. Hết ngót kìa. Và đây là những cái lú nè. Trước đây thì Bùi Hồ thường có quay cái này cho cô bác anh chị xem á. Đặt cũng cực lắm, vất vả lắm. Cá cô chú để đâu? Cá để trong cái thùng rộng thùng á. Thùng này. Để eo có trong cái bọc á. Bọc eo dưới sông á. Dạ. Thường ở đây là dính cái gì nhiều nhất cô chú? Ở đây giờ có cá lồng kiến với cá bóng. Cá bóng. Cá bóng thì được bao nhiêu tiền một ký? Cá bóng mà đây sao rẻ một ký? Rẻ quá ha. Còn cá lao kiến. Cá lao kiến là 20.000 ký. Dạ. Cá lao kiến 20.000 ký. Con thấy bên hông của chú là có cây đàn nữa kìa. Chú biết chơi đàn đó hả? Biết hồi đó lúc chú nhỏ nhỏ đó cũng biết chơi. Bây giờ chú đàn cho con nghe được không? Được. Chú có đàn cho con nghe không? Đây nè mọi người, mình có để ý thấy chú có một cây đàn. Dân Đồng Tháp, dân đàn ca tài tử là phải thường hay đàn. Chú trân quý nó đến nỗi mà sợ mưa gió là chú phải mặc áo cho cây đàn luôn á. Chú vẫn đang rất là buồn nha mọi người. Mình muốn cho mọi người nghe một cái cảnh nào đó ở sông nước của miền Tây cho cô bác quý anh chị biết về cái cảm nhận của chú Chạc. Chú Chạc. Thấy chú khổ quá. Khổ lắm rồi. Làm ăn ai cũng có nhà, bây giờ mình không có nhà đi qua. Cô chú vừa đàn vừa hát luôn hả? Đàn cũng hát được mà cứ hát cái đâu hát. Ai đâu hát. Đàn cho anh ta hát rồi. Chú lên mui này chú đàn được không? Cái đây cũng được hả? Lên mui này cho nó nghệ sĩ. Được không chú? Thì đợt này chú người ta cho nữa. Cho ta cho hả? Lên mui ngồi đàn đi ha. Đàn cho con nghe một câu vọng cổ được không chú? Một câu vọng cổ thôi. Chú già dạ, thôi xuống dưới đi chú. Chú đàn chủ cho vui những ngày quên đi những cái ngày mà lao động vất vả mọi người. Chứ không phải là chú đàn chuyên nghiệp giống như những nhạc sĩ, những nghệ sĩ hay chú ha. Dạ đâu có đàn đâu, mình đâu có biết đó là đó nhỏ nhỏ ha, biết đàn thì chập chững để cái buồn đàn có chú ghe.
Dạ. Cô đi đâu? Còn cái hoàn cảnh của cô bên đây là cô anh em với chú. Dạ. Còn cái chú bên kia? Không, đó anh vợ của ông này. À, bên chú bên kia là cũng sống một mình luôn hả? Ông có vợ có con. À. Ông cũng ở Đồng Tháp nữa. À. Nhưng mà không có đất luôn thì sao? Ừ, ông cũng nghèo. Dạ hả chú? Ừ, ông khổ, ông già, ông sáu mấy tuổi rồi đó. Mà ông có mình ổng, mà ổng làm trăm cái lợp, ổng kéo tới tội nghiệp, ổng tới ghê luôn, mà ổng không màng, ổng cũng khổ. Ừ, đại lát con qua bên đó. Ổng cũng khổ lắm, ông anh ba ông gì không nào có đất chân mấy này. Ừ. Ông đó rồi đó cũng có đất, mấy công rồi sao cũng nghèo khổ, cũng bắt. Ông này thì không có cục đất, cục chim, ông anh thứ ba này, ổng cũng khổ tới ghê, ổng này ổng sáu mấy mốt tuổi rồi. Ổng kéo vậy hoài đi, chú ơi. 65 hả? Bởi tôi tưởng quên, tôi đâu nhớ, tưởng sống sống lang bạc nơi xứ như vậy à. Thành thử là cái việc mà chưa có đất cát nên là nữ phải chấp nhận với cái cuộc sống vậy mọi người. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cái đoạn clip của chú Trạc cũng như gia đình của chú Trạc gặp rất là nhiều khó khăn. Chủ yếu là muốn có một cái ngôi nhà để mà sau này khi mà trăm tuổi già thì mất thì cũng có nơi ai nghỉ hả chú ha? Dạ, có chỗ mình nghỉ, người ta chôn cắt mình, có nhà mình ở, người ta mới chôn được, mình chết thì lại nhà người ta đâu có chứa, nhưng mình ở ra mình lại chơi đồ được. À. Chết người ta đâu có cho mình vô nhà người ta. Trời ơi. Dùng trời. Anh em ruột người ta cũng đâu có cho. Ờ, hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị Nhã Thi bé Thiên Hào gửi cho chú cô chú 500 ha. Dạ, cảm ơn cho bên. Dạ. Thay mặt cho chú Kinh Vinh Trần gửi cho chú chai dầu để mà chú sức dạ, ấm ha. Cảm ơn chú thứ mấy? Dạ con thứ hai. Cảm ơn chú hai làm này cũng. Dạ chắc con sẽ sớm quay trở lại thăm cô chú á. Dạ. Dạ thôi con chào cô chú ha, chúc cô chú luôn có sức khỏe. Chúc cháu cũng dần sự may mắn. Dạ. Con nghĩ là con tưởng nó là bên đây có mình chú thôi, nhưng mà bên đây tới hai ba cô chú bên này. Yeah. Chắc con qua bên đó.